Hello xin chào tất cả, bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Gỗ. Và trong hôm nay thì em Vezila sẽ giới thiệu tất cả cho mình về một bộ sản phẩm với lối sống giản dị, hiền hòa và cũng như là những cái tích đục của những chú sản phẩm là mình cũng voi. Voi trong phong thủy là những con linh vật cực kỳ hiền và đại diện cho sức mạnh và luôn luôn là có chí hướng cực kỳ khỏe khoắn các bác nhá. Đấy, bộ sản phẩm này thì em đã được làm hàng gồm 6 món, gồm một đoàn dài, hai ghế đôn, một bàn lớn và gồm hai chiếc đôn. Một đôn cao là cái chiếc hai ghế và chiếc đôn con để ngồi. Bộ sản phẩm này thì chiếc đoàn dài đầu tiên em muốn giới thiệu với toàn thể anh chị em mình là một chiếc đoàn dài. Đoàn dài lên đến là 2m07 phân. Chiều cao từ trên đến đỉnh của nó lên đến là 1m34 và sâu bì của nó lên đến là 63 phân. Toàn bộ là kích thước long khung và kích thước số đỏ. Với những dòng sản phẩm như này thì đang được các bác khách lựa chọn cực kỳ là nhiều bởi những cái tích đục voi lá sen. Lá sen thì sẽ tượng trưng cho cái sự may mắn cũng như là thu hút tài lộc cho chủ. Với những dòng sản phẩm này thì voi ở đây thì các bác có thấy những cái tích đục em đang được đục là những cái voi đang gánh những cái đĩnh tiền này, cực kỳ đẹp luôn. Như với những cái đĩnh tiền như này nó cực kỳ đẹp, nó cực kỳ mê ly. Và toàn bộ những cái tích đục này thì sẽ là những cái chú voi lá sen. Đấy, voi thì là biểu tượng của những sự khỏe khoắn rồi. Đấy, và toàn bộ vách tựa lưng em đang được đục là gồm những cái tích đục, những cái tích đục đẹp cực kỳ luôn anh chị mình ạ. Đục là voi kim tiền và giới ngũ phúc. Với những dòng linh vật này thì voi thì đang gánh trên lưng là những cái hũ vàng, hũ bạc và đang hai chú linh vật đang đi vào một cái hũ vàng, hũ bạc cực kỳ đẹp luôn. Và kèm theo đó là chú rơi đang cầm những cái đồng tiền, đồng xu vàng ấy thể hiện thu hút tài lộc cho chủ. Và cũng như là những dòng sản phẩm này thì em đã được đục là hai mặt, và hai mặt và mặt trước, mặt sau đây anh chị mình ạ. Đấy, mặt trước, mặt sau. Và toàn bộ hiện tại đây thì những cái dòng sản phẩm như này thì anh chị mình có thấy từng những chi tiết, từng những cái mắt voi nó đẹp, nó đẳng cấp cực kỳ luôn anh em ạ. Và hàng thì bên cơ sở em đang được làm là hàng cột 12, hàng cột 12 chân 12 lốt các bác ạ, cột 12 chân 12. Bộ sản phẩm này thì toàn bộ những cái dòng này thì không phải thiếu một chiếc bàn lớn. Bàn lớn thì em đang được đục, tích đục là những cái ở đây thường gọi là sẽ là voi kim tiền và giới ngũ phúc. Đấy, sẽ thu hút tài lộc cho chủ và đem lại những cái vận khí tốt. Và toàn bộ anh chị mình có thấy này, những cái tích đục này thì đã được thợ nhà em nhấn nhá lại bằng tay, đục máy và sửa lại bằng tay. Những nhấn nhá những cái dòng voi này thì chia sẻ lại với tất cả chị em mình là xung quanh em có trang trí là những cái chú rơi này đang ngậm những cái đồng tiền. Đấy, những cái chi tiết cực kỳ nhỏ thôi nhưng mà để mà tạo lên một bộ sản phẩm này thì nó cực kỳ đẹp. Và bàn em đã được làm là bo viền uốn dẻo chạy xung quanh, bo viền uốn dẻo chạy xung quanh toàn bộ sản phẩm như này, nó cực kỳ đẹp, nó cực kỳ mê ly. Và tiếp theo đó là hai bên sẽ có ngăn keo để kéo ra kéo vào để các bác có thể đựng chè thuốc các bác nhá. Đấy, và hai chiếc ghế đơn không phải thiếu của những bộ sản phẩm. Và toàn bộ những dòng sản phẩm này là thì trương em đang được làm là trương liền nguyên một khối, là trương đặc liền nguyên một khối các bạn ạ. Trương đặc liền nguyên một khối và đục là những cái tích đục là voi. Đấy, nhấn nhá cực kỳ sâu với những dòng sản phẩm này, nhấn nhá sâu cực kỳ luôn. Đấy, những cái dòng sản phẩm mình cũng voi này thì các bác nào mà thích lựa chọn lối diện tích nhỏ hẹp, lựa chọn trong một trong những dòng sản phẩm cũng như là lựa chọn trong những không gian diện tích phòng khách thì nó cực kỳ hợp lý. Và vách tựa lưng là em đang được làm là vách tựa lưng liền nguyên một tảng, liền nguyên một tảng. Thế nên là toàn bộ là những dòng này thì em đang được đục là tay voi. Voi này thì đang được làm là tay voi chiến anh chị mình ạ. Đấy, tay này là tay voi chiến, cực kỳ đẹp các bác nhá. Đấy, cực kỳ đẹp với những dòng sản phẩm này. Đấy, những cái đường đục tỉa cũng như là cái đường chạm khắc nó đẹp, nó cực kỳ đẳng cấp cho tất cả chị em mình. Cũng như bộ sản phẩm này thì không chỉ là những cái đường voi đang mặc áo giáp, cũng như là hàng thì bên cơ sở em toàn bộ làm hàng khuôn tranh 4 ván 2. Hàng khuôn tranh 4 ván 2 dày dặn cực kỳ. Và từ những cái phần này thì đã được bo viền uốn dẻo, nhấn nhá những chi tiết nhẹ nhàng nhất của bộ sản phẩm. Cổ chỉ 3 từng, yếm dày 4 phân. Yếm dày 4 phân, chân là chân 12. Toàn bộ những dòng sản phẩm này. Và ở đây thì đôn cao thì với kích thước của nó lên đến là 40 x 55. Toàn bộ đường cao là chiếc này ghế và chiếc đôn con là 40-40. Tổng quan bộ sản phẩm này, các bác nào đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho em về Di Lạc qua số điện thoại mình để về dưới góc màn hình rồi. Còn địa chỉ cơ sở em ở đối diện công ty Thời Gia, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội. Cơ sở thì rộng đến 10.000m² từ không số đến không chỉ bề hàng. Và bên cơ sở em hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày, hỗ trợ trả góp là 0% và hỗ trợ tư vấn tại nhà các bác nhá. Video của em sẽ được kết thúc tại đây và xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Xin chào.